Đây tình hình tại xóm tôi này đang bị ngập các bạn ạ. Như xe ô tô với xe máy vào đấy là chết máy hết nhé. Hôm nay mẹ đi chơi, mẹ đi du lịch, mẹ giao cho mình nhiệm vụ là ở nhà là bán hết rau cỏ, nó cả trứng, nó cả giò chả, nó đậu, nó đậu bán hết rồi. Còn cũng mâm không, bán hoa quả thì bán hết một ít rồi, còn ít mận với là ít chuột. Nói chưa mình làm thử thách cái mận cho các bạn xem nha. Đây mình quay một vòng nhà mình cho các bạn xem. Đấy. Đây, nhà mình có bán tạp hóa nhỏ các bạn. Đấy. Ai có nhu cầu thì đến mua ủng hộ mình nha. Gặp lại các bạn những video tiếp theo nha.